đến trân trọng cảm ơn những chàng trai cô gái thanh tú trong đội ngũ được chắc thế đã chuyển những chắc gì ăn hỏi vào ngày hôm nay vào vị trí trang trọng ở phía nhà trong. Và xin được trân trọng kính mời các bạn chúng ta cùng di chuyển ra vị trí các bạn nước bàn trà. Ít phút nữa đôi bên gia đình trao và nhận, ban tổ chức chúng tôi sẽ tiếp tục nhận cảnh tới các bạn. Và lúc này xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ Anh Thư và Vi Dương chúng ta cùng di chuyển vào vị trí phía trong sân khấu của trường để đại diện ăn hỏi sẽ được chính thức diễn ra. Xin được trân trọng kính mời. Quý các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân quý khách gần xa đang có mặt ở phía nhà trong cũng như ở phía bên ngoài sân khấu của trường, chúng ta hãy cùng tạm ngừng những công việc riêng, hướng mắt vào phía nhà trong để đại diện ăn hỏi của đôi bạn trẻ Anh Thư và Vi Dương sẽ được chính thức diễn ra. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân quý khách gần xa thân mến, lời đầu tiên cho phép Ngọc Anh xin được nồng nhiệt chào đón tới diện diện của toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân quý khách gần xa trong buổi sáng ngày hôm nay đã hiện diện tại tư gia của gia đình ông Đỗ Ngọc Huynh và Lê Thị Thu Hằng, số nhà 18 ngõ 97 đường Quang Trung, phường Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cùng long trọng dự đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ Anh Thư và Huy Dương. Lúc này mong muốn với những tình cảm yêu mến, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong đại lễ ăn hỏi hôm nay ạ. Xin được trân trọng cảm ơn, tình thương cảm thấy các quý vị. Hôm nay sum họp chúc mai, tình chúc một khắc, nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng núi biển nhưng sinh một nhà. Và toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân quý khách gần xa đang có mặt tại đây để cùng chứng kiến những nghi lễ trang trọng của đôi bạn trẻ trong đại lễ ăn hỏi. Xin được gửi tới các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân quý khách gần xa lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Và nhân một mùa xuân mới đã về, xin được kính chúc cho toàn thể các quý vị lời kính chúc may mắn, an khang, thịnh vượng. Và đặc biệt chúc cho toàn thể các quý vị dự lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ thật nhiều niềm vui và xen trong những tiếng cười hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các quý vị, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Cứ từng mùa qua đi, mùa khác lại tiếp nối. Và tất cả những mùa trong năm đều là những mùa của tình yêu đôi lứa. Đôi bạn trẻ trải qua một thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương, được sự đồng ý nhất trí của đôi bên gia đình. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, phía gia đình và nhà trai đã chính thức có mặt tại gia đình và nhà gái để cùng với gia đình và nhà gái long trọng tổ chức đại lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ Anh Thư và Huy Dương. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng tuyên bố đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ Anh Thư, Huy Dương chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể các quý vị, miếng trầu là đầu câu chuyện và để kết mối đương duyên lâu dài về dự với chương trình đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ Anh Thư, Huy Dương ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức chúng tôi trân trọng được giới thiệu có diện diện của đầy đủ các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hay họ bốn bên. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Và lúc này để mở đầu cho chương trình đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ Anh Thư và Huy Dương, cho phép ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời và giới thiệu bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình và nhà trai. Đại diện cho phía gia đình và nhà trai sẽ có lời phát biểu ý kiến, giới thiệu thành phần tham dự lễ ăn hỏi đến từ phía gia đình họ nhà trai và đồng thời có ý kiến để trao những sinh lễ ăn hỏi từ phía gia đình và nhà trai cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Cảm ơn gia đình nhau. Tôi là Phan Văn Vượng, chú nội cháu Dương. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình và cùng chính quyền địa phương chúng ta làm thủ tục và lễ ăn hỏi cho các cháu thành vợ thành chồng, được gia đình ông Xuân ủy nhiệm cho tôi lên đây làm cái lễ ăn hỏi.
và cùng với gia đình nhà Nguyễn làm thủ tục cho các cháu thành vợ thành chồng. Tôi xin phép. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu ý kiến của bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình và nhà trai. Và để đáp lại, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình và nhà gái chúng ta sẽ có lời phát biểu đáp từ, giới thiệu thành phần tham dự lễ ăn hỏi đến từ phía gia đình và nhà gái chúng ta và đồng thời chấp thuận những sinh lễ ăn hỏi từ phía gia đình và nhà trai cho gia đình và nhà gái. Và có lẽ nào toàn thể các quý vị lại không thể dành thêm một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa chào đón lời phát biểu của vị đại diện của nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn, trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cô ông, các cô bà, các bạn hôm nay, tôi xin giới thiệu hôm nay đây gần nhà gái, tôi xin giới thiệu có ông bà nội của cháu anh Thư, tất cả ông các bà ở quê Phú Yên, Hà Nam, Hà Nội và Phú Thọ đều có mặt hôm nay. Tôi thì là được đại diện cho gia đình nhà gái và vai bác của cháu anh Thư và cháu Huy Dương. Trong một thời gian tìm hiểu thì đã được hai ông bà Duy Hải và Sơn Hải là đồng ý của chính quyền địa phương xác nhận. Cho nên hôm nay là ngày tháng tốt, cũng là nhà trai có lời như chuyện. Trước hết chúng tôi xin có lời cảm ơn bên họ nhà trai đã có sự chuẩn bị chu đáo. Tôi xin thay mặt gia đình nhà trai gái chấp nhận lễ ăn hỏi của nhà trai để cho các cụ thân mến nhất đến tới hôn lễ cho các cháu. Và cuối cùng chúc hai cháu hạnh phúc, chúc hai gia đình chúng ta đoàn kết và giúp đỡ các cháu. Chúc các cụ ông, các cụ bà có mặt tại hôn lễ hôm nay một sức khỏe dồi dào và chuẩn bị cho hôn lễ của các cháu được thành công ạ. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình và nhà gái. Bác đã giới thiệu thành phần tham dự lễ ăn hỏi đến từ phía gia đình và nhà gái chúng ta và đồng thời chấp thuận những sinh lễ ăn hỏi từ phía gia đình và nhà trai cho gia đình và nhà gái. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai họ bốn bên, trân trọng được kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện từ phía đôi bên gia đình sẽ cùng trao cho nhau cái bắt tay thân tình để tỏ mối tình thông gia giữa hai bên gia đình ngày càng keo sơn gắn bó và bền chặt. Vỗ tay không phải làm phiền ạ, vỗ tay động viên kịp thời. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Và ngay lúc này đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của hai người mẹ bà Đào Thị Hải cùng với sự hiện diện của bà Lê Thị Thu Hằng là hai người mẹ của đứa bạn trẻ Huy Dương và Anh Thư. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hay họ bốn bên sẽ cùng trao nhận những sinh lễ ăn hỏi. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời đôi trai gái trong trác lễ chầu cao chúng thái cùng di chuyển vào phía nhà trong để giúp cho phía đôi bên gia đình chào nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời đôi trai gái trong trác lễ chầu cao và các đôi trai gái tiếp theo chúng ta sẽ xếp hàng ngay ngắn ở phía cánh cổng của gia đình để khi ban tổ chức chúng tôi nhờ cậy tới từng đôi trai gái trong các trác lễ thì chúng ta sẽ di chuyển vào phía nhà trong để giúp cho phía đôi bên gia đình chào nhận lễ. Của đứa bạn trẻ Anh Thư và Huy Dương đang trao nhận trác lễ chầu cao. Trác lễ chầu cao ngày hôm nay tượng trưng cho sự son sắt bền chặt của hôn nhân gia đình. Và đối với mỗi một trác lễ, chúng ta đừng tiếc những tràng tay thật lớn nữa để chúc phúc cho đôi bên gia đình ạ.
Xin trân trọng cảm ơn đôi trai gái trong chắp lễ chầu cau và kính nhờ tới các bạn chuyển chắp lễ chầu cau vào phía nhà trâu để ít phút nữa cô dâu và chú rể sẽ thắp lễ hương thơm làm lễ gia tiên kính lễ tổ đường. Và lúc này hai bác trưởng đoàn từ phía đôi bên gia đình đã và trao nhận lễ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều và xin được trân trọng kính mời phía bên gia đình và nhà gái sẽ cùng chuyển phần lễ vào phía nhà trong và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ anh Thư và Huy Dương chúng ta hãy cùng di chuyển ra phía cánh cổng hoa của gia đình để chụp hình lưu niệm với những chàng trai cô gái thanh tú trong đội ngũ nữ chắc lễ và sau khi đôi bạn trẻ anh Thư và Huy Dương chụp hình lưu niệm với những chàng trai cô gái thanh tú trong đội ngũ đứng chấp lễ xong, trân trọng được kính mời anh Thư và Huy Dương chúng ta sẽ có thời gian khoảng 5 phút để chụp hình, sau đó sẽ di chuyển vào phía nhà trong để đôi bên gia đình sẽ cùng đến với nghi lễ gia tiên và lễ dẫn cưới. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị và tiếp ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đôi bên gia đình chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ gia tiên và lễ dẫn cưới. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình và nhà trai sẽ tiếp tục có lời phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, kính thưa toàn gia đình hai họ. Gia đình chúng tôi hôm nay có một lễ xin cưới cháu anh Thư về làm dâu con gia đình nhà chúng tôi chính thức bắt đầu, nên chúng tôi đã giao cái lễ này cho gia trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái để về làm dâu con nhà chúng tôi. Cũng như các cụ các ông các bà, gia đình thay mặt gia đình nhà gái chúng tôi xin nhận lễ và cho hai cháu Huy Dương được làm con dâu trong gia đình và con rể trong gia đình. Kính thưa toàn thể các quý vị và trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai hậu bên, kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện từ phía đôi bên gia đình chúng ta sẽ cùng trao nhận lễ gia tiên và lễ dẫn cưới. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều và để tỏ tấm lòng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị, lúc này trân trọng được kính mời anh Thư và Huy Dương chúng ta sẽ hiện diện ở vị trí các bàn nước bàn trà để cùng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị.